Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ quay trở lại với video review về cái dự án J2.io này. Thì hôm nay mình sẽ tập trung vào cái trang white paper của dự án. Thì đây là những cái nội dung của dự án về cái dự án này. Thì ở đây có những cái token với các phân bố dự trữ. Của cái token sale thì cái tổng số token bán mà ai trong vòng ICO là 400 triệu chiếm 40%, dự trữ là 10%, 100 triệu. Với cái đội ngũ đội nhóm tư vấn cố vấn là 250 triệu chiếm 25%, dành cho marketing và vận hành là 250 triệu chiếm 25%. Thì tổng số token là 1 tỷ và cái cap mềm short cap là 10.000 Ethereum, hard cap bộ cứng là 35.000 Ethereum. Các bạn có thể tham khảo thêm ở đây. Ở đây nó đang so sánh với các dự án khác với dựa trên các cái cạnh về cái khách hàng, biết về khách hàng, hiểu về khách hàng và thiết kế như một cái hệ thống danh tiếng cũng như nào và chế độ công nghệ bảo mật ở đây thì như nào. Thì ở đây có cái những cái nội dung về cái lộ trình của cái dự án này, các bạn có thể tìm hiểu trên tương lai trong trên trang web của dự án J2.io này. Đó những là vấn đề nội dung chính của cái dự án này. Thì cái dự án này hiện tại thì cái KYC quá trình tương đối non nớt và so với các giao thức ngân hàng và thị trường tài chính khác thì cho đến nay các ngân hàng đang gặp khó khăn là người chơi hoàn toàn tuân thủ và phải vật lộn với các chi phí điều tiết đang tăng lớn. Và cái sự phát triển của tài sản kỹ thuật số này sẽ tiếp tục có ảnh hưởng lớn tới ngành công nghiệp tài chính. Bản chất vô danh của cái tài sản kỹ thuật và thiếu quy định chặt chẽ sẽ tạo ra những cái thách thức tuân thủ một sự riêng tư bảo tồn giải pháp được nêu phù hợp là cần thiết trong tương lai. Thì đây là cái những cái giới thiệu về cái dự án này và họ sẽ cung cái J2.io này sẽ cung cấp một cái giải pháp toàn diện để KYC crypto viên suy tham gia vào cái thị trường kích hoạt bằng cách nung chạy hợp đồng thông minh và các công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tận dụng hơn trên 5 năm tập kỷ kinh nghiệm trong việc tuân thủ giữa các nhóm sáng lập và cố vấn J2.io này tìm cách cách mạng hóa quá trình của internet KYC và thu hẹp khoảng cách giữa các quá trình KYC thế giới vật lý ảo. Thì ở đây có những cái gì chống cái rửa tiền và counter financial CTF và có những sự phù hợp với cái sản phẩm về các điều khiển của sản phẩm nhằm mục đích ngăn chặn các việc bán sản phẩm tài chính của khách hàng trên cơ sở rủi ro đầu tư hoặc tài chính hoặc tín dụng hồ sơ của họ không phù hợp với các sản phẩm tài chính được bán, hay là work test tín dụng kiểm tra cái work need tín dụng ngăn chặn dòng tín dụng và lợi nhuận từ được mở rộng với các khách hàng không có khả năng để có cả đáp ứng cái hoàn trả. Thì ở đây là focus J2, đây là những cái tập trung của cái dự án này. Thì ban đầu cái J2.io này sẽ tập trung vào cái việc giải quyết AML và cái rủi ro về tài chính CTF. Những vấn đề đau đầu hiện tại cho cái nhiều doanh nghiệp crypto liên quan. Và theo thời gian thì phạm vi của mạng J2.io này sẽ phát triển để giải quyết các câu hỏi liên quan đến sản phẩm phù hợp và cái credit xứng đáng. Thì đây các bạn có thể xem về những cái độ sàng lọc của danh sách hay là hồ sơ hoạt động cái vận hành như nào, cập nhật hồ sơ ra sao và sự phát triển của tương lai, biết các nhà cung cấp của bạn và biết nhân viên của bạn như nào với mức độ tín nhiệm với giao ở đây. Thì đây là những cái quá trình KYC hiện nay không còn thiếu sót của nó đã được khắc phục bằng cách sử dụng blockchain và công nghệ blockchain liên quan, sự trỗi dậy của cryptocurrency và các loại tài sản kỹ thuật số và sẽ đòi hỏi hiệu quả hơn các thủ tục KYC và AML và CTF. Thì trong năm 2017 vừa qua, nếu mà năm đáng kể đối với cryptocurrency, một năm thăng tiến nhanh chóng giá cùng với một tập trung tăng từ cái phương tiện truyền thông đã dẫn đến phản hồi từ cơ quan quản lý trên toàn thế giới khác nhau. Phương pháp phổ biến nhất trong thông qua cái đi bởi cái chính phủ là cái sai lầm về phía thận trọng này. Thì ở đây có những cái đất nước The World Top Directory này, những nước mà có những cái
sàn giao dịch của CryptoSwift như Anh. Kế hoạch pháp luật mới để hỗ trợ cái biện pháp mà AML và CTF, hay Hàn Quốc hạn chế ban hành, và cái CryptoSwift Nhật Bản ban hành giấy phép cho 11 sàn giao dịch. Hai đất nước Hoa Kỳ kho bạc đang xem xét một cái đồng tiền số với trọng tâm là CTF và AML. Hai Singapore cảnh báo về cái lừa đảo rửa tiền và chứng khoán pháp luật. Hồng Kông cảnh báo về lừa đảo và rửa tiền và chứng khoán pháp luật. Trung Quốc lệnh cấm blanket trên thị trường ICO và cryptocurrency. Các bạn có thể xem gạo thêm hay ở đây cái tại những cái vấn đề KYC thì tại chase2.io này thì dựa trên 5 thập kỷ kinh nghiệm tuân thủ trong ngân hàng của Startup Retic thì chúng tôi đã có cái vấn đề KYC thành những câu hỏi cơ bản và xác định một thực tế cho đến khách hàng của họ. Thì câu hỏi bạn là ai để có thể những cái hình thức cái xử phạt và khủng bố truyền thông bất lợi P2P hình thức rửa tiền khả năng gây hại về tài chính, hay những vấn đề về câu hỏi là bạn có những người bạn nói bạn như nào, bạn đã làm gì và sản phẩm ví dụ tổng quan ở cái này. Thì đây là một cái hệ thống phân cấp riêng tư và bảo tồn tự duy trì được được cho. Thì đây là cái J2IO này, giữa cái mã hóa vào lưu trữ với cái Mantis sinh hợp đồng thông minh xác minh trên blockchain. Thì một người dùng ai quan tâm bất cứ vào cái thời gian bắt đầu vào cái coin ICO nào thì sẽ được chuyển đến cái J2IO này, phân cấp cái ứng dụng cho người dùng tiếp tục cả lên tài liệu của họ và sau đó được mã hóa và lưu trữ cái trong cái ứng dụng này. Với sự đồng ý của người dùng thì những cái cộng đồng này cần thiết trên tài liệu và sau đó là cái hồ sơ này sẽ được chia sẻ với các thuật toán trí tuệ nhân tạo và nhà cung cấp KYC. Đây là cái sản phẩm dịch vụ đắp cái hệ thống của dự án này với những cái truy cập gan hay cái yêu cầu giải mã lưu trữ kiểm tra. Bạn có thể tải DApp sử dụng trên em thiết bị thông minh, phân cấp DApp này giao diện tài khoản mạng J.io và yêu cầu những cái cộng đồng về cái DApp này, dịch vụ DApp này. Thì ở đây có cái blockchain Specsea Block là cái những cái Mantis sinh mã hóa lưu trữ hay crop sửa đổi các tầm quan trọng rủi ro đối tác, họ cũng có đề cập đến và đưa ra những cái đề xuất giải pháp về cái tải lên cái từ DII đến cái DApp để mã hóa thông tin bằng cách sử dụng những dữ liệu mới được tạo khóa công khai cho người dùng. Thì đây là một cái sản phẩm dịch vụ thông số kỹ thuật cao với cái trí tuệ nhân tạo AI và KIC mở nguồn gốc và thuật toán. Đây là sử dụng cái trí tuệ nhân tạo và cộng đồng với tầm nhìn trí tuệ nhân tạo và cái ứng dụng của nó trong làm việc tay trong tay của người cộng đồng. Đây là những cái so sánh dự án J2IO với những dự án Civic, Upost hay Selfie về các vấn đề khách hàng, biết về cái khách hàng và thiết kế một cái hệ thống danh tiếng với cái nhà cung cấp, cộng đồng của kiểm tra, giám sát giao dịch với sử dụng công nghệ và bảo mật cao, sử dụng cái Ethereum với cái điểm và cross chuỗi cuối cùng. Thì đây là cái token như đã nói ở trên và trên trang web J2IO này thì sử dụng cái mã thông báo ERC token ERC20. Với thì cái mạng J2IO này đòi hỏi một cái dấu hiệu có giá trị được liên quan đến cái sự phát triển và áp dụng của mạng, cơ chế sử dụng đến để thưởng cho cái hành vi tốt và thúc đẩy cái mở rộng được gắn hoàn toàn với sự thành công của mạng và cái thẻ tiện ích này thuộc sở hữu của mạng J2IO là bắt buộc. Thì đây là những cái phần trăm chi phí dành cho sự động sử dụng đóng góp. Đây là cái roadmap về cái dự án này. Thì trong tương lai thì nó sẽ có cái hệ thống công cộng với cái video thử nghiệm của OTP. Đây là đội ngũ cố vấn và đồng sáng lập hay là điều hành của các
dự án này. Các bạn có thể xem chi tiết trên trang web. Và đây những cái chính sách pháp lý hay là cái luật pháp của cái dự án này, với những cái thông tin về sự rủi ro và làm sao để có thể phòng ngừa cái rủi ro đấy. Thì đây là cái tốc đường sale summary, đây là cung cấp cái mục đích tóm tắt về cái phần thỏa thuận mua. Các bạn có thể xem ở đây, hiện tại thì cái tổng khi mà cung cấp là đang là 1 triệu, đang là 1 tỷ, và cái cần bán là 400, đã đang mở bán ICO là 400 triệu cho cái 35.000 Ethereum, và giá sẽ là 1T2T bằng 0,000875 Ethereum. Thì Ethereum này sẽ chuyển đến địa chỉ xác minh trên trang web và phải nộp với cái mức giá áp dụng cho Ethereum xác định bởi T2T này. Thì dự đoán trong cái 7 tháng 2018 thì thuộc vào cái hoàn thành bất kỳ cái biện pháp xác minh nào được ở trên T2T và các yếu tố liên quan khác thì sẽ được ghi rõ chính xác trên trang web. Các bạn có thể lên trang web chính thức này để xem. Với những cái, đây là những cái giấy phép để gửi bán và giám đốc thông tin về cái dự án này, với cái ngân sách báo cáo phát triển dự án là sao, ngân sách timeline dự án như nào đều có. Mình sẽ không nói qua cái này nữa, mình sẽ đi sâu hơn nữa về các cái này cũng sử dụng đóng góp và phân phối thẻ, cũng có về dành cho cái phát triển tiếp thị 15%, pháp lý và hành chính 25%, này dự trữ 10%, bảo trì 50%. Thì cái Trade2IO này, viết tắt là T2T, hiện đã thông báo qua cái chấp nhận của các cách tiếp cận đầu tiên trên cái lớp Principal Let Base để quản trị các doanh nghiệp. Ngoài ra, quản lý cấp cao sẽ đưa vào cái chính sách và thủ tục thích hợp nơi để giải quyết các an ninh AML và CTF, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp theo đúng quy trình xem xét của chúng thường xuyên hơn. Và cái tầm nhìn là các nhà lãnh đạo có trách nhiệm tạo ra cái tầm nhìn để thúc đẩy cái sự bao gồm cái quyết định của cái hệ thống sinh thái và cam kết hoạt động để nó đạt được cái tầm nhìn này. Đây là ông Chio Chekit, là giám đốc điều hành và đồng sáng lập của dự án này. Đấy, những cái ông ở bên đội nhóm cố vấn. Trên đây là cái video của mình về cái dự án Trade2IO này. Và bài này, video này tập trung vào review và cái phân tích cái white paper giấy trắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.